Cầu lật lưới nhưng vẫn vớt lên rất sâu. Rất bình tĩnh. Thủ hay quá nhỉ. Trận đấu này đáng xem thực sự. Các vận động viên đều điều cầu rất tốt. Hiếm khi nào Hùng thấy Đức Phát đánh cầu cảm giác tốt như vậy. 17-19. Hay quá nhờ. Rất là căng thẳng. Vẫn rất bình tĩnh. Một đường cầu rất hay. Hay quá. Rất tự tin. Nguyễn, xin lỗi mọi người, Hùng phải kết thúc live stream trận giữa Vũ Thị Trang và Nguyễn Thùy Linh. Hùng ưu tiên những trận đấu ở nội dung nam hơn nha. Liên tục những pha dứt điểm rất mạnh nhưng Hải Đăng vẫn có thể phòng thủ tốt. Rất tốt, dướn người rất tốt. Chém cầu rất hay. Một pha dứt điểm khá là bất ngờ từ Lê Đức Phát, rất hay. Điểm số 6 đều. Hello, chào mừng tất cả mọi người trở lại với live stream của Hùng. Mọi người hãy nhanh chóng trở lại với live stream của Hùng. Chúng ta đến với trận đấu ở nội dung đơn nam giữa Hải Đăng và Lê Đức Phát. Phía gần màn hình của chúng ta là vận động viên Lê Đức Phát của đơn vị quân đội. Phía xa màn hình là Nguyễn Hải Đăng của đơn vị thành phố Hồ Chí Minh. Đức Phát đập cầu ngoài sân, đổi điểm 2-3 cho Nguyễn Hải Đăng. Bảy người rất cố gắng, vẫn còn. Bắt lưới rất nhanh từ Lê Đức Phát. Điểm số 3 đều. Hai tay vợt này có thể nói là chỉ sau Nguyễn Tiến Minh thôi. Đập cầu tốt từ Hải Đăng. Và anh Thuấn ngọt ngào, không tin rằng trận đấu này sẽ càng về sau càng hay, mọi người đừng bỏ qua nha. Đập cầu rất tốt, điểm 4 đều, Lê Đức Phát phải nói là có thể hình rất là tốt cũng như là chiều cao, đó là lợi thế mà người gọn hơn. Rất đơn giản, điểm số 5-4 cho Hải Đăng. Quý. Cầu ngoài sân. Cầu lật lưới ạ. Nguyễn, xin lỗi mọi người, Hùng phải kết thúc live stream trận giữa Vũ Thị Trang và Nguyễn Thùy Linh. Hùng ưu tiên những trận đấu ở nội dung nam hơn nha. Liên tục những pha dứt điểm rất mạnh nhưng Hải Đăng vẫn có thể phòng thủ tốt. Rất tốt, dướn người rất tốt. Chém cầu rất hay. Một pha dứt điểm khá là bất ngờ từ Lê Đức Phát, rất hay. Điểm số 6 đều. Tiến Minh tí nữa đánh ạ. Sau loạt này Tiến Minh đánh. À Tiến. Cái này nó giống như kiểu tứ kết mọi người ạ. 8 vận động viên
mạnh nhất sẽ vòng ngoài thì đánh loại trực tiếp, chọn ra 8 người, 8 người sẽ đấu vòng tròn. Chia làm hai bảng đấu vòng tròn. Nhất bảng này gặp nhì bảng kia. Đấy, tìm ra nhất nhì bảng rồi nhất bảng này gặp nhì bảng kia. Các vận động viên vẫn đang thi đấu vòng tròn nha mọi người. Về cầu ngoài sân. Cầu ngoài sân. Đập cầu ngoài sân, rất đáng tiếc. Cầu trong sân. Điểm số 11-8 cho Nguyễn Hải Đăng. À, chứ còn em cũng không ra nước ngoài quay được. Có giải Sipucha Hà Nội được tổ chức ở Hà Nội thì bình thường vẫn có các vận động viên quốc tế đánh. Trước có Watanabe có đánh, thậm chí cả Kevin cũng đánh hết. Trước thì có cả Momota đánh nữa. Chúng ta có thể thấy là phong cách của Nguyễn Hải Đăng khá là giống với Kento Momota, Phan Phúc Thịnh và Nguyễn Tiến Tuấn đang diễn ra rất hay. Điểm số đang là 13 đều. Thua nhưng vẫn đánh tiếp, đánh vòng tròn nha. Vòng loại thì đánh loại trực tiếp nhưng mà đến lúc có chọn ra 8 vận động viên mạnh nhất rồi phong kiện tướng. 8 người vào vòng trong là phong kiện tướng. Đấu chéo với nhau. Nhất nhì của hai bảng đối chéo với nhau. Rất cố gắng từ Nguyễn Hải Đăng. Hay quá. Một đường cầu tương đối hay. Bỏ cầu không chính xác. Cầu trong sân. Hải Đăng mà thể hình ngon tí nữa thì đúng là quá tuyệt mọi người ạ. Đập cầu hơi yếu một chút, với cả hơi thấp một chút, cao hơn tí nữa thì đẹp. Đập cầu rất tốt từ Lê Đức Phát. Bắc Ninh với bộ công an chưa đánh nha mọi người ơi. Chỉ sợ tí không có máy quay cho mọi người thôi. Không biết các trận đấu này diễn ra có lâu không. Bên kia loạt. Tí khả năng vẫn quay được Hưng Đức với bộ công an mọi người ạ. Bên kia Tiến Minh đánh không có ai quay. Bắt lưới, vồ lưới rất nhanh từ Đức Phát. Rất đáng tiếc. Bây giờ thì các vận động viên chuẩn bị đánh trận đấu thứ 3. Vớt rất hay. Hùng cực kỳ thích những pha bay người của Hải Đăng. Thủ rất chắc chắn. Đức Phát phải nói dứt điểm cực kỳ có lực. Đập cầu lỗi rồi.
thủ cầu lỗi từ Hải Đăng. Đập cầu rất tốt, 17-18. Những pha kề lưới rất lắc từ cả hai phía vận động viên. Lê Đức Phát hơi vội. Về rất tốt, cao rồi. 18-19, tôi đang là một đều. Ok anh Dũng Văn, Dũng Nguyễn Văn, cảm ơn. Cầu lật lưới rất hay. Set đấu thứ nhất kết thúc 21-18 cho Nguyễn Hải Đăng. Set đấu thứ hai bắt đầu. Cầu tốt từ Lê Đức Phát, điểm số 1-0. Mọi người muốn biết Hải Đăng cao mét bao nhiêu lên Google gõ là ra không mọi người ạ? Vận động viên cầu lông Nguyễn Hải Đăng, mọi người lên Google gõ có hết mà. Ok, Đào Ngọc Lợi, Duy Nam, Quốc Việt gặp Hưng Đức, trận đấy hay đấy, tí anh quay. Sao mọi người ạ, thấy chưa? Trận đấy không hay. Mạnh An đánh với Tiến Minh thường rất hay bị tâm lý và đánh. Ở sân bên cạnh điểm số là 9-4 cho Phúc Thịnh rồi. Khả năng Tiến Tuấn không qua được, chỉ 2-3 điểm thôi. Rất hay. Một pha gõ cầu không mạnh cho lắm nhưng vẫn có thể giành điểm. Đập cầu rất tốt, cầu trong sân. Hải Đăng liên tục tung ra những pha dứt điểm nhưng vẫn chưa thể giành chiến thắng. Kê cầu tốt quá. Ăn không? Ăn không? Rất hay. Hải Đăng cài lưới rất khéo. Điểm 8-5 rồi. Đúng rồi anh Phạm Tiến ơi. Đức Phát so với Hải Đăng vẫn kém hơn một chút ạ. Trận đầu Hải Đăng thắng anh ạ. Trận đầu Hải Đăng thắng bao nhiêu nhỉ mọi người? Mọi người nhớ không ạ? Comment cho anh... cho anh Nguyễn Đạt biết ạ. Cảm ơn anh Trần Ngọc Minh ạ. Cảm ơn anh Minh giúp em chia sẻ live stream nha. Em xin chào anh Ninh Văn Hải, cảm ơn anh giúp em chia sẻ live stream. Rất khéo, vẫn còn, rất cố gắng, còn không. Cầu ngoài sân. Gọi điện liên tục. Cầu lỗi, đăng đấy ạ. Cầu ngoài sân. Mười 28 cho Đức Phát. Hay quá. 9-12, hai thắng ạ. Hùng vẫn dự đoán Hải Đăng thắng nhá. Thắng luôn xếp 2 nhá. Bay người rất hay. Ăn điểm luôn. 10-12. Sân bên cạnh trận set 2, trận giữa Phúc Thịnh và Thiên Lộc cũng rất hay mọi người ạ. Đơn nam, trận đơn nam cuối của buổi sáng ngày hôm nay. Chém cầu rất tốt từ Đức Phát.
Cầu không qua lưới. Điểm số 13-11. Rất hay, 12-13 cho Hải Đăng. Anh Đỗ Việt Cường comment là Đức Phát đánh giống với Trao Tiên Trang. Còn Hải Đăng thì đánh giống với Momota. Cầu ngoài sân. Mười ba mười bốn cho Hải Đăng. Sân bên cạnh thì Tiến Tuấn đang dẫn ngược lại 18-16 rồi. Đúng là khá là bất ngờ, được pha dã tốt thật. Đập gõ rất hay. Chung là anh không biết thôi, nói kiểu mỉa mai rất là ghét nhá. Sau điểm số này chúng ta sẽ biết. Mười bảy mười chín cho Hải Đăng. 17-19. Hay quá nhờ. Rất là căng thẳng. Vẫn rất bình tĩnh. Một đường cầu rất hay. Hay quá. Rất tự tin. Đến giờ những điểm số quyết định. Các vận động viên rất cẩn thận. Cầu trong sân. 21-17 cho Đức Pha trong set đấu thứ hai. Chúng ta được xem set 3 rồi. Set 3 mới gọi là hay. Lê Đức Pha giao cầu, điểm số không đều. Rất hay. Đức Pha sau khi thắng set 2 đã tự tin hơn rất nhiều. Hello mọi người, Hải Đăng dù có thua trận này thì Hải Đăng cũng vẫn vào bán kết nha mọi người. Với Phúc Thịnh và Tiến Tuấn thì mai vào cơ. Đập cầu ngoài sân. Công viên chắc chắn vào bán kết rồi. Thủ cầu tốt. Người yêu thả cho anh nhiều tim thế.
Hải Đăng có vẻ chân bị có vẻ hơi đuối rồi. Đức Phát mà thắng trận này thì cả hai vận động viên Tiến Tuấn và Phúc Thịnh cho dù ai thắng cũng đều bị loại hết mọi người ạ. Để Phúc Thịnh có cơ hội vào bán kết. Cầu tốt, điểm số bao nhiêu thì Hùng lên kia xem điểm một chút nha. Thua Đức Phát, thua Hải Đăng và đang đấu với Tiến Tuấn. Phải nói là Phát thi đấu đang rất tự tin, loại bỏ hoàn toàn lỗ lực từ hai vận động viên Phúc Thịnh cũng như là Tiến Tuấn. Cầu không qua lưới 57. Đập cầu chéo sân rất tốt. À đúng rồi, nếu Tiến Tuấn thắng. Rất cố gắng nhưng không qua lưới rồi. Cầu lật lưới nhưng vẫn vớt lên rất sâu. Rất bình tĩnh. Thủ hay quá nhỉ. Trận đấu này đáng xem thực sự. Các vận động viên đều điều cầu rất tốt. Hiếm khi nào Hùng thấy Đức Phát đánh cầu cảm giác tốt như vậy. Đập cầu ngoài sân, điểm bao nhiêu rồi đây? Cầu trong sân. Hùng cảm giác là Hải Đăng chân đang đuối đuối rồi. Hay quá. 12-9 cho Hải Đăng rồi. Trần Lâm Đồng. Anh cũng đánh giá là Hải Đăng nhỉnh hơn. Điểm số 11-13. Quên mất sang bên kia tắt máy tiến trận Tiến Tuấn. Điểm số đang là 15-13 nghiêng về phía Đức Phát. 14-15. 22-1 nhỉ? Quên mất rồi. Cầu ngoài sân.
Hải Đăng là chắc chắn vào rồi đấy mọi người ạ. Hải Đăng đúng là chắc chắn vào rồi đấy. Giờ chỉ so Đức Phát với cả rất cố gắng. 15-17 là so với Tiến Tuấn là thua hiệu số rồi. Mà chính xác là như thế, về Đức Phát với cả Hải Đăng, Đức Phát với cả Tiến Tuấn đánh với nhau, Tiến Tuấn thắng 2 set Đức Phát mà, nên hiệu số khả năng sẽ cao hơn. Cầu ngoài, Thiên Lộc với cả Đình Hoàng đang diễn ra, sắp kết thúc rồi, để Hùng xem ai sẽ thắng nhá. Vì Đức Phát phải so với Tiến Tuấn chứ không phải so với Hải Đăng, vì Hải Đăng toàn thắng 2 set thôi. Ok, chiến thắng cho Đức Phát. Chúng ta sẽ chờ ngày mai để biết rằng bốn vận động viên có mặt trong trận chung kết sẽ là ai.